Các bạn ạ, là mình đã có những cái bát thịt tông rất là ngon nhá. Mình đã múc hết ra đây rồi nhá. Bây giờ mình sẽ để ở bên ngoài đây để cho nó đông hết lại nha các bạn. Xong bắt đầu là đông rồi mình sẽ cho vào trong tủ lạnh ăn dần nha các bạn. Hôm nay cái món thịt đông này, chân giò này với lại thịt nạc, phần đa là chân giò rồi nha các bạn, rất là ngon các bạn ạ. Chân giò với mục nhĩ, nấm mục nhĩ. Chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị nhé. Thời tiết của miền Bắc bây giờ thì cũng đang rất là rét, nhất là vào cái dịp cuối năm như này, chỉ còn 1-2 ngày nữa là tới Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam này. Nay mình lại tranh thủ làm ra cái món thịt đông để ăn 3 ngày Tết nha các bạn. Thì hôm nay mình đã chuẩn bị được ít thịt chân giò này. Thì chỗ này hôm nay cũng phải tới 5 cân các bạn ạ. Chân giò với lại xương nhé. Thế thì giờ mình xin mời tất cả các bạn em bắt tay vào làm cùng mình nhé. Trước tiên là cái thịt thì mình cũng đã rửa sạch rồi nha các bạn. Thịt cũng rửa sạch rồi. Chúng ta sẽ bóp qua muối. Dùng ít muối này các bạn ạ. Mình sẽ xử lý qua ít muối để cho nó sạch sẽ. Xong bắt đầu mình với mang đi trần nhé. Ở đây thì mình cũng vắt thêm quả chanh nữa nhé. Mình ướp được khoảng 5-10 phút nha các bạn. Còn bây giờ cái xương này của mình thì cũng mang đi mình chặt nhá. Xương bây giờ mình chặt cũng đã xong rồi nhá. Giờ mình sẽ bỏ vào bên trong cái nồi nước này để mình trần qua nha các bạn. Trần lên để cho cái bát thịt đông của chúng ta nó được thơm nhá. Mình cứ để trong này đun cho nó sôi lên một lúc nha các bạn, để cho nó sôi hết toàn bộ những cái bọt lên nhá. Xong bắt đầu mình sẽ mang ra mình rửa lại nhá. Đây cái nồi xương của mình thì nó đang chuẩn bị nó sôi nha các bạn. Và đây thịt này, thịt của mình thì cũng đã rửa sạch rồi nhá. Rửa sạch và mình đã bóp muối sạch sẽ rồi. Giờ mình sẽ đi thái nhá. Hôm nay mình làm cái món thịt đông thì là bằng thịt chân giò nha các bạn. Thịt chân giò này thì ăn nó cũng sẽ đỡ ngán hơn. Để nó vừa có mỡ, vừa có da. Nói chung là cái thịt đông thì mình sử dụng xương này. Với lại thịt này. Xương thì hôm nay mình sử dụng cái xương có một tí sụn nhé. Mình sẽ cứ thái những cái miếng vừa vừa thôi nhé. Đây mình thái những cái miếng nó bé bé như này nha các bạn. Đây là cái đầu của chân giò đấy. Giờ mình cứ vậy mình thái cho nó đến hết nha các bạn. Hôm nay của mình cũng 4 cân thịt này, lại 1 cân xương. Thái cũng hơi lâu các bạn ạ. Các bạn ạ, cái nồi nước của mình đang sôi nhá. Giờ mình sẽ đổ hết toàn bộ cái thịt mình vừa thái xong rồi nhá. Để mình trần đi qua một lượt nhá. Khi mình trần qua một lượt nước nóng vậy thì cái thịt của chúng ta nó sẽ không bị hôi nữa nhé. Hơi nhiều nước các bạn ạ.
Mình cái trần như này mình sẽ đun cho nó sôi lại một lúc nhé các bạn. Này thì mình cũng cho mấy cái nhánh gừng vào nhé, để cho nó thơm, cho nó vừa thôi ra những cái chất hôi này. Nó có những cái củ gừng này nó sẽ ăn được cái mùi hôi đi nhé. Đây các bạn ạ, nay thì mình phải cho nấu 4 cân thịt với lại 1 cân xương, nên mình phải chuẩn bị vào cái xoong này to nhé. Thì cái xương thì mình cũng đã trần kỹ rồi, xong bắt đầu mình sẽ đổ vào trong cái nồi nhé. Cái mộc nhĩ thì mình cũng đã thái này, rửa sạch để ráo nước này nhé. Và mình cũng sẽ cho luôn vào trong cái nồi này nhé, nồi xương hầm này. Cái nấm mộc nhĩ thì các bạn cho nhiều vào thì ăn cũng rất là thích nhá. Cái xương hầm mình à, cái thịt đông ấy, nhiều mộc nhĩ ăn nó sần sật sật sướng lắm. Đây nhá. Bây giờ cái nồi thịt này mình đang trần qua thì nó đã sôi lên như này rồi. Giờ mình sẽ vớt ra và đi rửa ra. Đây, các bạn ạ, rất là lắm bọt nhá. Bọt nhiều lắm. Giờ mình sẽ mang đi rửa lại nhé. Rồi mình sẽ đổ ra cái chậu này mình rửa nhá. Rửa thật sạch. Rửa thật sạch xong để ráo nước thì chúng ta mới cho vào trong cái nồi để chúng ta đi nấu thịt đông nhé. Mà mình đã cho mấy củ gừng vào rồi, nó rất là thơm đó. À, thì mình cũng đã rửa sạch thịt đi nhé, để ráo nước rồi, giờ mình sẽ cho vào trong cái nồi này nhé, cho vào xong bắt đầu mình sẽ cho gừng này các bạn này. Đấy, cho thêm gừng nhé. Thì khi mình ăn cái miếng thịt đông rất là thơm. Ở đây thì mình cũng đã chuẩn bị mì chính nhé, một thìa mì chính này. Và 2 thìa ajin nêm nha các bạn. Mình sẽ trộn đều lên một lượt nhé. Xong tí mình sẽ cho thêm cái bột canh nữa nha các bạn. Giờ mình sẽ lấy thêm 2 lít nước lọc nữa nha. Xong bắt đầu mình sẽ đổ vào đây là mình sẽ bật bếp lên mình đun nhá. Sau mình tăng thêm ít cái nấm mộc nhĩ nữa. Bây giờ là chúng ta đổ nước vào là cứ vậy là đun thôi. Giờ mình sẽ đổ thêm 2 lít nước nữa nhé. Rồi giờ mình sẽ bật bếp nhé. Giờ bật bếp xong bắt đầu các bạn cứ vậy là đậy nắp vung lại đun cho nó thật là nhừ ra nhé. Thật là nhừ ra xong bắt đầu chúng ta sẽ cho vào bát hoặc vào khay chúng ta bỏ tủ lạnh là chúng ta ăn dần thôi. Món thịt đông thì làm cũng rất là đơn giản. Giờ là mình sẽ cho thêm một ít cái bột tiêu nữa nha các bạn. Bột tiêu thì ở đây thì mình cũng sử dụng cái bột tiêu mình tự rang và tự xay nhé. Các bạn thì
ăn được nhiều thì các bạn cho nhiều, các bạn ăn ít thì cho ít nhé. Ở đây thì mình cũng ăn bình thường, mình cho vừa phải thôi nhé các bạn. Khi có cái hạt tiêu này vào thì nó rất là thơm nhé. Chúng ta sẽ đảo đều nó lên nhé. Đây, cái nồi thịt đông của mình giờ đã đang sôi nha các bạn. Giờ các bạn có thể là nếm xem là nó mặn hay nhạt, giờ là các bạn điều chỉnh nhé. Điều chỉnh có thể là cho thêm một tí bột canh nữa nhé. Như ở đây thì lúc nãy mình chưa cho bột canh nhé. Bây giờ mình sẽ cho thêm một ít bột canh vào nữa nha các bạn. Thì khi mình ăn thì nó sẽ đậm đà hơn nhé. Mình sẽ cho 2 thìa bột canh vào đấy nhá. Xong bắt đầu mình sẽ quấy đều lên. Quấy cho nó thật đều nhá. Xong bắt đầu mình phải đậy vung vào thôi. Đậy vung vào, các bạn cứ đun cho nó dừ những cái miếng xương rồi nhá. Miếng xương, những miếng thịt ra. Xong bắt đầu chúng ta phải tắt bếp nha các bạn. Cái cách nấu thịt đông thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Bây giờ mình sẽ đậy vung vào tiếp nha. Để mình đun các bạn ạ. Đây các bạn ạ. Cái nồi thịt đông của mình thì đã đun dừ hết rồi nha các bạn. Giờ mình sẽ múc ra những cái bát ô tô và những cái bát còn nhé. Xong bắt đầu để mình để nguội chân đông lại. Xong mình ăn dần nha các bạn. Đây, cái bát thì mình đã chuẩn bị sẵn hết ra đây rồi nhá. Đấy, giờ mình chỉ có việc múc cái thịt đông này ra thôi nhá. Múc ra những cái bát như này nhá. Mỗi một bữa mình mang ra mình ăn thì để cho nó dễ các bạn ạ. Cái thịt đông này thì ăn vào những cái ngày Tết này và những cái ngày mùa đông thì rất là tuyệt vời các bạn nhé. Chúng ta lại ăn với lại bánh chưng này, với lại mấy củ kiệu chua nữa thì hấp dẫn lắm các bạn. Mình cứ múc vậy ra nha các bạn. Đây là mình đã có những cái bát thịt đông rất là ngon nhá. Mình đã múc hết ra đây rồi nhá. Bây giờ mình sẽ để ở bên ngoài đây để cho nó đông hết lại nha các bạn. Xong bắt đầu là đông rồi mình sẽ cho vào trong tủ lạnh ăn dần nha các bạn. Hôm nay cái món thịt đông này, chân giò này, với lại thịt nạc. Phần đa là chân giò này nha các bạn. Rất là ngon các bạn ạ. Chân giò với mực nhĩ. Mục nhĩ. Đây các bạn ạ. Cái bát thịt đông của mình đã làm xong rồi nhé. Đông chặt như thế này các bạn ạ. Giờ mình sẽ mời tất cả các bạn nhé. Mình đã chuẩn bị bát cơm rồi. Ôi trời, ngon quá. Xin mời các bạn nhé. Ăn cơm với lại thịt đông tuyệt vời rồi. Rất là ngon các bạn ạ. Nghi miếng mực nhĩ. Rất là ngon nhé. Mình rất là cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video của mình nhé. Chúc tất cả các bạn thành công nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.